chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trong xe của xe Trang Long đời cao 2019 đến 2022 đây anh em nhé. Trang Long này là xe dòng xe tải này. Đấy. Nhìn nó rất là giống Isuzu và Taco Phantom nhưng mà cái thân hướng ra co của nó khác này anh em. Nguyên vật liệu để sản xuất chính cái sản phẩm này là 100% là hợp kim nhôm cao cấp với các cái thiết kế là các cái tép nhôm, đó là tép nhôm đúc dẫn đến tản nhiệt tốt, và cái dòng này của nó là da là van vuông anh em này. Đây. Thì vừa rồi em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái dàn lạnh trong xe của xe Trang Long đời cao. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.